Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong khi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết không thay đổi và duy trì thời tiết sáng sớm trời rét, trưa chiều nắng hanh khô, thì khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11, khu vực từ Thừa Thiên Huế cho đến Quảng Ngãi, lượng mưa đo được từ 200 cho đến 300mm và có nơi trên 400mm. Bình Định đến Khánh Hòa phổ biến từ 150 cho đến 300mm, có nơi trên 400mm. Ngoài ra, ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, với lượng mưa đo được từ 20 cho đến 50mm, có nơi trên 70mm. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận và Tây Nguyên thì lượng mưa đo được từ 50 cho đến 100mm và có nơi trên 100mm. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ ngày 15 tháng 11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài. Người dân tại các địa phương này cần chủ động các phương án phòng tránh nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Trên vùng biển trong đêm nay và ngày mai 12 tháng 11, từ Quảng Nam đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực ở giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, dự báo có mưa rào và dông. Và trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Và tiếp theo của bản tin sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm 70 đến 80%. Khu vực trung du và vùng núi trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, độ ẩm 75 đến 85%. Khu vực thành phố Vinh trời nhiều mây, có lúc có mưa mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm 65 đến 75%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư trời nhiều mây, có lúc có mưa mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm 65 đến 75%. Trong phần cuối của bản tin sẽ là thông tin thời tiết một số tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo.